Trời ơi, cái mấy cái. Mấy cái hả? Mấy cái này giống như ông ta không lục. Mấy cái? Mấy cái thằng bố. 8 cái. Cái gì vậy? Trời. 8 cái hả? Ừ. 8 cái đủ vậy? 8 cái hộ mà. Rồi, 8, 8. À, nó sợ gì nó vậy, nó cửa ít lòng. Đúng lòng. Đúng lòng. Ây da. Ule, chào tất cả các bạn nha. Mình mới đi toilet, mình mới bước ra nha các bạn. Hiện tại là trời đang mưa nha các bạn. Mình có suy nghĩ được cái một cái trò chơi nha các bạn. Nhưng mình sẽ dùng cái trò chơi này để mình chon ông Sàm nha các bạn. Mục tiêu chính của mình là ông Sàm. Bữa nay mình sẽ chon cho ông banh xác luôn nha các bạn. Cho ông biết thế nào là đại độ nha. Ông chơi mình hoài nha, mình tức lắm nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tắt máy nha các bạn. Mình xin nhanh cho ông quay phim mà ông cô đồng biết nha các bạn. Nếu các bạn muốn biết màn chon này diễn biến như thế nào nha, các bạn theo chân mình nha. Bữa nay cho ông lên dĩa, lên xịn, cho ông banh xác luôn. Đi thôi các bạn ơi. À, xin chào tất cả các bạn nha. Chào các bạn nha. Chào các bạn nha. À, các bạn ơi, thì hiện tại là đang bão số mấy mình cũng gành các bạn. Mà mưa mà từ sáng sớm tới chiều tối mà mưa lại tới sáng ngày mai. Mà mưa liên tục, hôm nay là 2 ngày mà chưa chịu tạnh các bạn. Mưa nói chung là anh em mình không thể nào quá sao mà đi đâu được để mà quay clip cho các bạn xem nha. Thì anh em trong team có góp ý cho mình một cái trò chơi. Mình thấy cái trò chơi nó hiệu quả nên mình chấp nhận chơi nha các bạn. Nhưng mà anh em luôn không? Đúng rồi, anh em chỉ có đủ mình chơi chơi nhân phẩm thôi. Nhưng mà mình sẽ dành cho 500k tiền thưởng này để tặng cho cái người nào nhân phẩm cao nhất nha bạn. Ok luôn. Phải có tiền thưởng nha bạn. Làm để cho anh em mình nóng cơ thể lên để anh em mình động lực để mà chơi trò chơi nha bạn. Đây, trên tay này mình cầm 500k. Trên tay này mình đang cầm cọng dây dù nha bạn. Chứ có anh. Tiền thưởng thì 500k. Trò chơi với cọng dây dù này nha bạn. Thì trò chơi anh em mình rất là đơn giản nha. Sao ha? Bốn anh em mình cùng chơi hết. Nhưng mà chỉ có ba người nằm ở dưới cái sàn này. Ok. Và một người sẽ đứng đằng sau cầm cọng dây dù này. Khi mà cọng dây dù này ta, cái người cầm ở trên ta sẽ và cái người đầu tiên này sẽ cược dài qua bên kia. Ok. Giống như tao dơ như vậy. Cái thằng đầu tiên kêu ngưng. Tao ngưng nghe thằng nào. Thằng đầu tiên sẽ ra các cược một từ cái cược từ 1 tới 10, có thể là thấp nhất, có thể là cược thấp nhất, có thể là cược mát biết luôn, muốn cược bao nhiêu cũng được hết. Giống giờ này cược 1 thì sẽ ngưng ngay thằng này, thì ta sẽ quyết thằng này một cái. Ok, mà thằng này nó nói ừ cược mười ngay này, ta sẽ quyết này 10 cái, 100 cái chứ kiếm nổi 10 cái chắc chắn được cao phố. Tao quyết này 10 cái xong tao sẽ vô nằm. Trời ơi, đầu tiên đặt cược này sẽ ra ngoài Bắc. À, nó sẽ vòng dài qua luôn. Sẽ vòng không? Giáp 4 thằng. Rồi anh em mình ngưng trò chơi. Mà cái người nào bị quýnh ít nhất là 500k này thuộc về người đó. Ok. Được không? Có giải thưởng không? Ok. Cược từ 1 tới 10. Đúng. Có thể cược 1, chẳng hay cược 10, tùy thích thằng nào muốn cược nhiều cược. Rồi ok. Rồi, ok hiểu không? Nào bị đánh ít nhất là được. Đúng rồi, cái người nào mà bị quýnh ít nhất á là người đó nhận 500k. Ok. Ok, ok. Hiểu vậy? Quá hiểu luôn. Lắm. 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 Lắm luôn rồi. Đây. Bây giờ bố này. Cái gì vậy? Trời ơi. Mình là người quyết định rồi, đây đây. Một hồi người nào quyết định nhất mình sẽ hưởng 500k. Ok. Cho người đó nha bạn. 500 mua hoa hướng đổi nha bạn. Rồi cũng móc ra. Móc nhẹ này nè, có thể mua được nhiều hướng mà. Ok. Ai ra trước thì là người đó bắt trước luôn phải không? Ừ. Ừ. Ok. Ra trước là người đó được quyền bắt trước đó. Bắt trước. Ok. Xong rồi bắt đầu quế dài theo luôn để mà chọn cho người bắt tiếp theo. Ok. Rồi. Rồi. Ồ quế. Ờ ta bắt trước. Ồ. Đúng. Bắt trước nha bạn. Trước mà. Trước ngồi. Ê, bắt trước được quýnh ta trước luôn vậy. Đúng, ta là người bắt trước, ta được quýnh trước, nhưng tao phải quýnh sao tao vô nằm vậy? Ok ok. Nằm sẽ chồng mà. Rồi. Ok. Ồ ừ. Quá. Tên hai. Tới tôi đeo ông ngoại chạy. Dạ tao bắt sao tới mày. Chỉ tao mà không được. Okay. Tôi ông chạy. Tao thắng đua. Thắng hay thua? Không chứ đó. Chưa mà. Thắng ra được rồi quýnh trước nữa. Thắng. Đúng rồi. Chị. Vậy là mày phiên, thằng này đi trước. Đúng rồi. Trời. Vậy là mình là người bắt trước là ba thằng này nằm. Xong cái tới mình bắt xong cái đầu là mình vô nằm te ra. Okay. Xe vòng nha, ok không? Ok. Rồi bây giờ thực thi công lý. Ok. Tôi làm đây trước. Xong cái vậy là tôi là người tại thì mới quay đây, tao vừa bắt tao vừa quay. Được rồi, để mà hồi tôi đặt nó quay nữa. Ờ đặt rồi đặt. Ok. A few moments later. Bây giờ bốn em mình sẽ vô cuộc chơi này. Mày vô nằm ghe đâu. Vô nằm mày. Cái gì chơi? Đúng không? Ôi, nó tao cản lại đàn bàn đó. Cái đầu của ông mày, đúng không? Gì nhau, cái gì nhau, nhưng mà tao mới cuối chơi vậy. Nếm như vậy. Quá. Vậy là mình là người bắt đầu tiên nha bạn. Là mình sẽ uống placebo nha. Gì nữa trời, đâu ông nhìn tao gì nữa. Cái đầu không ghê nhẹ hả? Bộ ba bay bộ lì lắm hay sao mà. Nè, ngồi nè anh ơi. Ngồi nè. Vậy hả? Ừ, sạp vậy nè. Bà ba bay phụ lì sao mà ba bay cuối luôn à? Trong cặp nhìn vô mấy quay gì nè. Ừ, hi, hello. Hi,
Rồi bây giờ là bây giờ cuộc chơi nha. Mình sẽ đứng đây nha bạn. Mình sẽ giơ con bí dụ này. Mình sẽ giơ chậm chậm từ nha. Và đầu tiên là Te sẽ là người kêu ngưng đầu tiên và người đặt cược đầu tiên nha. Ok. Và tới Phiên và tới Long và mình là sẽ là ngầm cuối nằm ở đây nha bạn. Thì mình lâu xíu nha này. Rồi ok, bắt đầu nha, vào cuộc chơi nha. Đâu, ai bị quýnh ít nhất là người đó sẽ nhận 500k tiền thưởng. Ok. Bởi vậy, okay. Bởi vậy cái giá cược của anh em là quan trọng với cái giải thưởng 500k nha. Ok. Đúng không? Là sao? mình cược là đôi khi là một cược hầu nữa là mình sẽ nhận được 500k luôn đó. Thấp nhất là một cái mà cao nhất là một cái mà. Đúng, thấp là một, cao là 10. Rồi ok. Dứt nha. Dứt. Đây bây giờ mời tất cả bạn cùng xem trò chơi này. Coi hôm nay ai sẽ là người nhận 500k và ai sẽ là người bị đập công dây dù đích nhiều nhất cho bạn. Ok. Dứt này nha. Bắt đầu từ Te nè. 1 2 3. Đây rồi. Từ từ bình tĩnh nha, mình chơi quá hồi hộp chậm nha này. Không, từ từ bình tĩnh. Chậm nha này. Đang suy nghĩ là chỗ vừa gãy cái tay cũng đi. Từ đây Te. Nghe tiếng giày rồi đang. Nhắm mắt đi, nhắm mắt đi, nghe tiếng giày đi. Nhắm mắt nè. Ừ, cẩn thận đây, nhắm mắt đi. Chuẩn bị nha. Ừ. Rồi anh em ngủ thêm giấc đi. Ok, ngủ luôn. Dừng. Mười cái thôi đây. Được. Mới vô mình chơi mini không lại ai? Một cái. Một cái. Ừ. Là luôn. Alo, ơi, bị một cái vậy thì cưới mày chạy một cái, bẹt một trẻ đù lên. Alo, mới vô chơi mini ơi. Đây bây giờ Long Lan ơi, một cái nha bạn. Ok. Tại vì mình ngừng ngay luôn nha. Mình phải không nội? Phải không cha? Đậu xanh mày có mấy quay làm chứng không lẽ tao phải ngừng ngay phải trời á đù dữ vậy. Rồi ok. Đây. Long là người đầu tiên bị một cái. Mình cho khi công lý luôn nha bạn. Ông Hưng Huy luôn hả? Đúng rồi. Ở đây đi. Đâu ông cũng quá phải bị đòn nó cái gì ta. Bị đòn gì trời, tại thằng Te kia đứng ngay mày thì đúng mày rồi, chưa chắc đâu. Một cái nha. Đây bây giờ mình sẽ chưa biết ai nữa mà quên mất trời. Một cái nha bạn. Ok. Rồi bây giờ Te ra. Te tao vô. Ok. Ok không? Vậy này mình nằm xuống cho Te hết chỗ không sợ. Không nằm đâu. Mày nằm dồn qua đồn, dồn dồn tao qua chốt hả? Tao nằm hả? Dồn dồn qua. Rồi. Tao mới nằm đi. Tao là thằng chốt mà. Tôi đang canh mà. Rồi canh đi. Đấu tranh nè. Te nó cược mà nhiều cái. Thằng Te cưỡi mày với trời. Trời mới vô mà tôi còn chậm, tôi vô tôi sao hay quá. Sao cược con tạc một trời á đù. Không cái đó 5 cái cho ké luôn rồi. 10 cái tao gì bụng cả này tôi chơi phải báo. Rồi. Thế này chưa? Mình nhìn lên đây ơi. Nhìn lên đây mình hello ơi. Hai. Nhìn lên sảnh đây. Hai. Ừ. Ba. Ba anh em mới chơi rồi tôi mới chơi nha. Dứt. Rồi. Tới lại. Tôi tưởng là mấy viên kim ngừng. Tới mình nha mày. 1, 2, 3 chơi nha. Chơi. Rồi. Ai đâu như hai cược yếu hàng mà trời mới vô mà má máu lên đúng không sợ máu đi đầu dưới trời máu mạnh mạnh lên cho anh em mình chơi bài ảnh mà chơi liều mà đúng không mới đầu vô khởi động hay gì đó anh em mình có tiếng mà qua trên hai qua gậu qua nãy giờ không? Ơi để em đang canh coi người đây chờ đất tao nghe mắt gửi trời ai da phê quá phê cô gái một mực phê thèm dừng dừng ca dừng ca dừng ca dừng dừng đừng nói nha hai đừng nói cho ai biết nha đừng nói nha giờ ừ. Ok cũng lý luôn nha mấy quậy cũng quậy trời rồi yên tâm mình dừng rồi các bạn rồi vậy bây giờ tôi anh phải giữ bí mật nha bây giờ tôi dứt luôn không ẩm mày đặt nhiều cái đang đây chuẩn bị coi đặt mấy cái này mình chơi liền đặt đi sao tao hậu ẩm chứ mày chín cái mày chín cái mày chín cái mày chín cái hả chín cái không? Giờ anh đi vòng rồi anh muốn quất ai là biết liền không? Thì bạn nào nói anh ta biết chạy đủ rồi. Người ta đang chơi với hồi hộp này. Đang biết không nói lùn chi? Đủ tranh cho hồi hộp với mày. Trời ơi, nè mới quay kia chân nè. Ta chơi với hồi hộp. Bây giờ tôi đi đảo qua nè, tôi quất ai tôi quất nè. Đó, giờ chung nè. Tôi chơi với mấy hồi hộp chứ. Bên ai quýnh thôi mấy cậu về à? Một cộng hả? Một cộng không? Chính cái không em? Đúng. Chính cái không lùn? Ép tìm đi chạy. Chính cái không xong? Đúng. Cái đâu con gái của em? Trời ơi, trời không? Con nha ông nội. Có khi nào quay đứng kêu nghe đó luôn mày. Dễ gì tôi cũng là. Cũng có à, có trong trời. Ây da. Trời ơi, 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 trời
Gấu vậy? Gấu vậy? Chơi không có gấu. Chơi phải vậy thôi chứ. Rồi, đầu xuống. Rồi, nằm xuống. Vậy cái nó bỏ còn chín cái nha. Nó bỏ vô mặt mày chứ bỏ đâu. Mày không tới mình chơi mới ăn nhiều các bạn. Chơi liều. Liều ăn nhiều các bạn. Làm đúng rồi, đúng rồi. Mày hiểu gì tôi cái gì vậy chứ. Bất bất ngờ. Đau thúi đến luôn chạy mày quá. Đi. Tranh lần tao mà chơi. Trời nói mày được bất ngờ ngờ đau quá. Thôi, bất ngờ mới vui. Tám cái thằng bú. Cái gì nữa trời. Cái mày cũng chết cái nhau. Nó là bắt động động biến thôi. Trời ơi bắt động chưa chưa. Bắt động mà. Đây nè tôi muốn nè. Thôi ra đây. Đây ngó câu đó. Đậu xanh á, mình chưa cho mình bị dính cái lấy mẹ nhận lên 500k chạy. Còn là làm sao. Mát lên. Làm sao mát này vội hết. Chưa dân chín cái hay là tao chuyện này có cái. Còn tao chín cái đã đủ vậy. Đi đồng lần sau. Mấy ông sao ông vô nữa sao. Biểu hạn cày. Rồi. Dứt không? Chẳng cần nhập. Đây nha, hơi lộn một nha. Cái thằng bú này đâu. Lý tôi lông. Ây da. Ây da. Ý xìu này. Ba ơi. Rồi tôi học rõ được múa dây rồi. Ba rồi tới bốn nè. Bốn. Ừ. Chứ mới có đáng làm tiền này. Ừ nhắn lại. Rồi chứ phải nè. Đâu dịch tay quay quá. Trời ơi trời ơi. Ôi trời ơi trời quá. Làm cái à làm cái à. Tôi ăn hịch cái đứa tao luôn. Mày nhanh luôn mày ăn ngu hộp nó đâu nhẹ á. Tôi tới đây nha ông Sàm. Ai da trời ơi. Đúng rồi quay đây nè ông Sàm. Đúng rồi quay đây nè. Gì sao cái hả? Ông ấy ước gì quay lại một cái. Mấy con cái à đâu. Một cái đâu sao á đủ vậy. Cái này là cái hai phải không? Dạ dạ đúng rồi cái hai đó. Ây da quay quá. Hai cái này tôi quýt liên tục nha. Ây da. Trời ơi con dây nó sắn nó quay chết tôi luôn rồi. Con cái cuối cùng nè hả ngủ anh ơi. Ây da quay giúp cô. Sắn xét con kẹt quá. Ây da. Ây da. Ây da. Ây da. Gồng đó mặt luôn. Trời ơi trời ơi. Ây da. Ây da. Không đau nào chân. Không đau nào. Không đau nào. Trời ơi trời ơi. 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 Ở đây 1 điểm môn. Đây 9 điểm môn. Nha này cười hẹn cái con cái ông trời. Ừ. Mới vô rồi tôi phần trăm như thế nào sao. Nãy mày cực từ cái rồi bây giờ mới con cầm canh luôn rồi. Ờ nãy mới vô rồi tôi nghe tiếng kêu quyết như thế nào. Giờ hồi ai muốn cực cực. Cái con cái yếu hẹn cậu đâu. Dạ. À giống như tôi. Tự nhiên có con 10 cái cực hành cái đâu gà đâu gà hành cái. Cực hai lần. Bây giờ ông là người cao nhất rồi, ông lùng mới một, ông lùng tao mới chín nhiều, ông còn ngồi đó. Tao mới có chín nè, chưa chắc gì tao thua đâu. Ừ. Mờ. Hết suối biết. Tới tôi. Tới đây nè. Giờ tới mày phiên đi mà. Đến đầu tuổi luôn rồi. Nhớ đó cho gương mặt tới sáng đầu. Bậu hay quá. Đây ai vậy tao dừng vậy? Tới tao. Đây nó lùng quá. Thầy tới lùng đó, xe diễn của nó đó. Ờ trời đất tao bây giờ nó mắc cự luôn trời. Qua anh em mình nói chơi được nè. Không cái đất tao giống như đóng băng luôn bây giờ. Nè, bây giờ mình vuốt qua thử cái nha mày. Rồi vuốt cái chạy này chơi vuốt dây đi trời. Đó. Rồi chơi nha. Đó, đóng băng luôn okay. Đó chơi nha. Ừ. Chơi. Trời quất. Ghê trời quất. Nó quất. Nó ép tim nhẹ. Trời anh nằm cái rồi chứ mà ép tim chết. Nó kêu chơi đi kêu quất. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cái gì nữa là 3 22, 23, 24, 25. Dân. Trời ơi. Mấy cái. Mấy cái hả? Mấy cái hàng giống như ông te không lục. Mấy cái. Mấy cái thằng bú. 8 cái. Cái gì vậy? Trời. 8 cái hả? Ừ. 8 cái đủ vậy? 8 cái hộ mà. Rồi 8, 8 Ai ta sợ gì nó vậy. Nó cửa ít lòng. Ít lòng. Ây da. Không. Ây da. Ây da. Ây da. Ê, ông lùng nó nha.
17 cái ông chú mày nổi rồi mày. Rồi, nằm xuống. Tao đi. Ê, tính ra là bữa nay ông ăn gì bóng xuôi nhẹ. Phải mà tao biết vô ổng ăn cái đặc biệt. Ăn gì đen đen không? Bạn xiết gì đâu? Ăn nước đen gì đâu? Cái quần này đậu ông quốc không nói trời đâu. Ai chơi gì mà nói? Ai chơi gì mà nói? Biết cái ông ăn đặc 10 cái luôn rồi. Sao đặc 10 cái em sao đậu ổng lại còn. Thì sao? Mày nó vậy? Ê, đúng rồi. Thả lỏng cơm ông ra. Rồi nó ra lồn nó sợ ngay đó là mày nó còn có 8 cái mày nó kẹt. Ừ. Còn 10 cái đó mày chắc túi luôn. Yếu đuối. Yếu đuối. Quay quay mới quýnh cái tôi hồi hộp tới chi ông trời ơi. Trời ơi. Mới đầu là tao đâu biết là nghe ta đâu. Tao nghe cái bạn cái ủa tao nói ủa không phải đứt tao tao sao đâu. Rồi làm sao đi. Trong đi, trong đi. Trong đi. Nào đâu, đâu. Nằm xếp bãi xíu không sao. Rồi ngồi xuống, ngồi xuống đi. Cái còn 8 cái nữa. Rồi. Hết cái rồi còn 8 cái nữa, hưởng 8 cái nhiêu. Tại cái nó hưởng cho ông đó nữa. Rồi, quay mặt ở đây ông Sam. Mày giống bà thưởng cho đậu xanh luôn vậy. Đây đây thầy. Thuận lấy cho tao nó. Oh my god, cái này cái đầu. Ok, hết nha. 7 cái chứ nhiều. Lấy giùm nó. Oh my god chứ. Cái thứ 7 nha mày. Ờ để phim hiện. Mình là vua mà quánh mà. Ờ trời nó đau, đậu cha nó trò này chắc cú đít cú. Ây da. Cái cái đó đậu. Phải chơi, phải chơi mấy từ hướng bất ngờ á. Nó ra quay về nó chơi cái mà. Nó chờ mình thở ra cái của các bạn cái đậu mà không đậu đâu thì ngu nhé. Sao người ta phải cho hú rộng quýnh nó đâu. Ây da gì mình quay chơi mày quá xuống dưới trời. Ồ thấy không, thấy không đâu. Nghe chát 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 đã không? Đã. Làm chuyện xấu mà ấm mồm có gì em xui không? Không thì tao không làm chuyện chơi tao lại xui. Coi mình quýnh ông đổ mồ hôi. Đâu nhẹ anh. Ông là xui xẻo quá. Nói chung là con dây này nha bạn. Rồi nhân phẩm bữa nay ông. Tuy rằng mà nó không đau mười, dính mười với con cái dao che nha. Nhưng cũng 8 với cái dao che. Đúng rồi. Hết hết ta. Làm sao ta? Đúng. Vậy hồi tới lượt tôi cười ông ngàn cái. Đúng. Đâu ra không mười cái nhiêu. Thì tôi nói dở vậy. Mấy tuần nào? Ê, ông chơi nào? Ông 17 cái là xác định luôn đi không sao ơi. Mày á. Tôi mới cược 8 cái. Hỏi tao. Ở tao là cuối cùng. Đúng. Đúng. Ông cược bao nhiêu? Tao qua đây. Chưa, để họ ông tự chơi, ông tự cược chứ ai biết được. Thì tôi hỏi vậy ông trả lời vừa vì của ông luôn như vậy. Tự nhiên nó cược chứ. Ây da ngứa quá. Ông này muốn cột mà kìa. Ây da đau nhẹ tay hả? Cái này là xịt xì đầu ông mới lắc thiệt luôn nè. Đã như trời. Rồi chưa? Ta thấy cảm giác không đau cái nào. Tôi thấy cái đít tao bóp khói luôn á ông trời ơi. Làm như là đang gãi ngứa đít tay. Tôi qua cuối cùng phải không? Ơi quen chạy chạy chổng đi củi thì đít tao bóp khói đốt. Ok. Ông rồi. Tử đi ông cơn nhiều nhèo vô cho thằng té. Ông tao cửa nó rồi. Hay à. Ông có cửa. Ở nhà nãy giờ mày biết người ta chưa cái nào đi trời. Ừ đúng rồi tôi hên mà. Dữ mày vậy? Ngồi tới tôi còn cái này chơi trời. Chừng nào bắt đầu thì nói rằng tôi quên nha. Bắt đầu. Bắt đầu. Làm ăn ngay vô dọn đi đậu. Bắt đầu chưa? Bắt đầu. Ok. Ok. Ăn ngay vô dọn đi. Ngon quá ngon quá ngon quá. Cái này tôi nghĩ là thiệt chắc chắn là vô ông nữa rồi tại ông xui quá mà. Đít ông bự. Ý da, nãy giờ mình đang trong sạch nha bạn, đừng cho mình dính cái này nha, lại chạy. Tôi đang trong trắng nha, tôi đang thanh bạch đó nha, ba. Đừng lây đụng nó, chạy xui nhẹ. Nãy giờ mình đang trong sạch nha bạn. Ông hở nhẹ, ngồi hở vậy. À, hết tim. Con gì cắn ngứa dữ mày. Ủa, ông không tính kêu dừng luôn hả vậy? Tôi không biết con gì cắn chân tôi. Bạn đang nghiệm mà. Nghiệm tính cho tôi với phim gì. Tôi đang, mình đang dùng cái thận phong nhĩ mình nghe con dây nó ngừng lại ở đâu, mình kêu một cái vậy mà. Trăm trận trăm thắng là từ cái miệng ông ra hôm nay nè, đó, chuẩn bị ông kêu nè. Ngưng! Ngưng! Trời ơi! Đừng biết ông đít luôn chạy! Đừng nói ai biết cho ông lùng.
Mười dối. Mười dối. Oh my god. Wow. Mười dối. Trời ơi. Mười dối. Mười dối là thầy. Đúng. Trời ơi. Ông chậu mười dối là chính xác. Đúng. Bị viên với ăn cung te. Có một thằng. Mười dối. Tan 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 tan. Mười dối. Ủa hai mười chín rồi kìa trời. Đất bà ơi. Ông mày hả viên. Mày hả cung te. Con rồi. Mười dối hả. Con rồi. Ây. Ây. Mày à! Yeah. Ủa sao vậy đó quý vị? Thấy rất là nhẹ nhở mà đủ, không có cái tay đâu. Trời ơi, đây xui. Trời ơi, quá xui rồi. Thôi nghĩ đi ông chọn 10 cái dưới kìa. Bữa nay ăn cho đủ đi. Hồi nãy mày lộ tao cũng có cái à. Đây ơi, ông 10 cái kìa ông ơi. Mười mà mười đó. Ông càng nói là cái này bỏ. Mười cái nữa cho ông chết. Tao bỏ gì mày bỏ cái gì hả? Ông đang khỏe. Trời ơi. Này bị cái. Bị nhiêu? Nãy là 8. 17 rồi. 17 rồi. 27 rồi. 27 cái rồi. 27 cái kìa. Mày đang bị cái đâu. Ê. Tính ra tôi là anh em anh hơn anh hay. Anh nói mà ông không bị gì. Anh em mình xúm xì. Gì? Xúm xì. Anh em mình vô chung kết luôn. Anh nói vô chung kết. Ừ. Vòng cuối luôn. Vòng cuối. Qua đây. Mình đã bị rồi đó hả? Đúng. Ok ok. Rồi giờ ông chung đi. Đủ xanh chung. Chính ca cho ké hả? Đúng. Thì chung từ từ chung ca nhậu. Tôi đang muốn chung kết. Đúng rồi. Hai anh em tôi chung kết. Hai anh em mình vô chung kết mà. Đúng rồi. Chung kết chứ chung cài đậu. Bỗng. Thu đất từ từ thu với mất mới gì gấp vậy. Ừ. Tính gà ngày hôm nay của ông là thơ bơ. Cháu kính nhắc không ơi. Ông tao có liền clip luôn. Bước đi. Bước nhau chậm. Đến không có muối rồi hay gì. Mày bước lại mẹ. Mày đừng có nói nhiều vòng nữa đậu. Bước ra. Bước đi. Bước ra. Đậu thì nó mới cầm. Đậu nó cầm hoài. Mày đậm nó tú. Ngứa dữ trời sao mà ngứa vậy. Nhanh. Rồi. Mình phải dập ống liền cho. Ừ. Nghe ngon. Đừng nấu giờ. Này đó. Cái nào như cái đó là ngon lắm luôn. Ừ, quá tầm hương. Quá đã luôn lắm luôn. Mạnh nữa. Ba cái đậu nha. Cứ nhắc nó rồi. Ông động mày cái cứ nhắc mày vô. Cứ nhắc nó rồi. Đậu bọc nó vô đây là mạnh nữa. Mấy cái ông sao? Ba rồi. Ba rồi đó. Ừ, ba cái rồi. Đậu một cái đầu tiên chó ăn cái gì trời. Mạnh nướng luôn. Ừ, như hai cái không ơi. Ây da, trời trời em xuống. Oh my god. Đứng lên. Đứng lên. Trời ơi trời. Mới hai cái à. Đậu một cái cối mày luôn anh. Sao rồi đó. Còn bốn cái năm luôn. Mạnh lên. Ây da, trời ơi trời yếu đuối trời. Ông quýnh ông quất mạnh lên. Ừ. Còn hai cái nữa. Ừ. Cái nữa. Cái nữa. Cái nữa. Trời ơi trời. Cái nữa. Cái nữa. Phòng ông ra nữa trời. Đánh đủ đi bạn ơi. Đủ tránh vừa mắc 500k mà bữa thứ hai mấy quýnh nó chạy tèm vậy. Đây đây 500k của bánh nào nè. Mà chưa ăn hơn thưởng mà. Hai mấy xìm xì luôn rồi. Thôi không yếu lắm. Giờ hai này mình vô chơi luôn. Thôi xong xảy đi mày. Gì chụp chạy chạy. Nhanh còn lẹ. Thôi. Bây giờ nè. Là vô chung kết không. Vô đúng rồi. Là, bây giờ là một là tao với ngục chúng xì. Thử coi nào đứng với con dây. Phải không? Ừ. Là hai bay xong xì. Đúng rồi. Ngưng. Vậy mới phân thắng bại chứ. Ngưng ngang nào còn kia cược luôn bao nhiêu cái luôn. Đúng. Ừ, ok ok. Đúng không? Phải chứ. Đúng. Mới vậy đúng chứ. Hai ông xong xì coi nào cầm dây. Tao còn xong xì coi nào là cầm dây. Ok. Mày thắng thì mày cầm dây, tao thắng tao cầm dây. Ok. Hộp xi. Mày cầm dây. Cầm dây đúng rồi ông lậu ơi. Còn hai ba xúm xì, còn hai ba con nào kêu ngưng. Dạ. Ừ đúng rồi. Thắng kêu ngưng. Hay là. Ngưng rồi, ok luôn. Xúm xì. Dạ. Rồi em cứ ngưng. Vậy là VPN kêu ngưng. Dạ okay. Luôn. Ok. Okay. Để đâu cầm lấy đây. Đậu bóng gì bên xuống dưới trời. Đúng rồi. Mình phải ăn thắng bại đó. Ông xui ông xui mà hên chết bồ luôn. Diễn quốc anh hai mấy xịt chạy đậu. Chúng mày lụm lúa nè. Lụm lúa nè. Chưa cho ông xạo lụm lúa hơi bị nhiều rồi. Lụm anh hai mấy xịt rồi. Đậu rồi.
Thằng bảy với thầy mình nha bạn. Thằng quay phim kêu. Quay phim kêu không? Ừ. Bắt đầu nha. Bắt đầu. Không biết là ai sẽ là người bị chúng đây. Bắt đầu chưa? Các bắt đầu rồi, đang bùng đang quơ đó phải không Lục? Phải không Lục? Đang quơ. Dân. Người chưa? Cốt. 10 cây. 10 cây. Đâu? Gấu cây. 10 cây. Mày tự xử đi thằng bố. Hưng Yên không lấy mày. Mày có 1 cây. Tao 20 cây, tao 20 cây nè. Đúng rồi. Tao hết cuộc luôn rồi. Đúng rồi. Tao có 1 cây một trời. Ờ, 1 cây một thua đi mày vậy. Trời ơi trời. Rồi tới này là xuống kìa. Tính ra mày thua đâu đâu rồi ơi. Mày thua biết mày. Đúng không? Mày thua quay phim có 1 cây mà. Ừ. Thôi khoan hưởng được. Mày thua 1 cây. Khoan hưởng đi. Thì nó kiếm lý đâu khác. Tại hai tôi chung kết rồi, quýnh vậy là biết kết quả rồi. 10 cái mà kết quả. 10 cái rồi. Nhiều cái được không? 10 cái rồi. Rồi 10 cái thì mày đã thua luôn rồi. Đúng rồi. Mày thua không thích còn đùng có 1 cái mà đúng thua rồi. 500k. Ông thua có 1 cái à. Ừ. Thua 1 cái mà 500k. Ừ. Tính cho không bây giờ. Bây giờ nó cho bay thằng quýnh tao 1 cái tao nhận 500k. Á đù, đâu ra. Đâu ra. Vậy đó, mày mày có 1 cái mà mắc 500k nè. Bình thường cứ xui mà. Xuống phen. Xuống làm gì nữa trời. Xuống phen. Đi tao xuống trà. Đi 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 này. Đục dây đi mày. Cái gì đó cô? Cái gì mà ông cô? Thật đi. Mới 1 cái còn 1 cái mà. Mình thật. Mình thật đi, con lấy đi này ơi. Phát lửa đi. Cái gì đó vậy? Qua ổn đi. Xuống. Xuống. Cái gì chạy thì trúng xong ta bắt thử chứ. Thôi qua thử đi rồi ơi. Cái gì ba? Tôi chơi đẹp lại quá, không bắt thử đi thì trúng. Đủ phỏng mà trúng có cái còn 9 cái nữa thì mày trúng sao ta bắt thử. Bữa nay đặc biệt bắt thử trước không phải trúng sau. Cái gì đó trời. Ừ cái vậy, tôi trúng nào mà, biết tính tôi mà. Ông hàng 7 cái ông cầm 5 xị hoài à tôi. Ừ. Cái đủ xanh này nó chưa trúng vậy sao nó thử. Tôi cái mà tôi không dám cầm đây. Trúng đi nè ơi. Thôi em trúng đâu. Nghĩ sao tôi trúng không vậy? Cái gì trời? Làm xuống đây. Làm xuống đây đây. Cái bởi chục cái còn 9 cái gì. Ừ. Từ đó ông này nè. Cái gì đó trời. Ông bị mấy tôi chơi không nãy giờ đó. Ông bị mấy tôi chơi không nãy giờ đó. Ông bị mấy tôi chơi không nãy giờ đó. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Số 2 ra đây. Tôi đã giờ hợp tác chào quá trời đó. Dạ đâu biết vậy. Tôi làm đúng. Đâu không tôi bị chui đi muốn dùng cái vết à. Ông ai. Ủa sao nó hiểu chứ. Số đi này anh ơi. Anh ai nó ông nó giỡn không sao. Giờ ra là nghe ông không. Ông đủ đi ông ai cho đủ đi. Cho nó coi là clip này đúng. Ông nó giỡn đó. Tại vì ông thua đấy vậy gì. Tại vì ông sợ quýnh. Ông sợ quýnh nên ông mới nói vậy đó. Hai này ông tới với tôi nè. Bắt tay. Bắt tôi nằm xuống. Có mày. Có. Có mày có nãy giờ ba tôi hợp tác cho đâu quýnh không. Quýnh cho ông nát nít á. Anh ngại sao sao anh không chung đi không chung chung thương. Mình chơi ổng rồi tự nhiên anh em 10 coi á. 10 coi nhưng mà được chi tiền. Mày chịu đánh anh sao mình lấy anh. Ừ. Vậy kêu chung tiền đi không chịu. Yếu đuối quá này. Đưa ra 5 xị đi em nội. Ông ai đưa ra 5 xị đi. Ông sao. Vậy đưa 5 xị đi. Ông ai đưa ra 5 xị coi. Ông dành đứng rồi. Ông chơi dở không chịu đi. Ổng xanh mãi không biết mày cái nào. Thôi em chơi. Bây giờ cho tao bây giờ thằng đưa ra 5 xỉ. Ê, chưa vậy? 5 xỉ nè. Đưa gì? Đưa ra tiền đâu? Tôi chạy luôn. Bây giờ đưa tao 5 xỉ, tao mua hút đất tao sẽ tha tao đây bạn. Bây giờ chơi lại nè sao? Trời ơi, ông chung, ông thử tao 5 xỉ cho. Ừ. Sẵn vậy là thử tao 5 xỉ cho. Lên. Ôi, bây giờ chơi lại đi, thử 5 xị. 5 xị tới đâu? Em chạy lại em lộn. Thôi ít mà, có mấy cái chứ nhiều. Ra lấy khuôn mạng cho nữa đậu. Nhưng mà phê không sao? Không mày, không ra mày. Phê không? Không đâu, đậu không sao chứ. Vậy làm xuống đi, quýnh thêm 10 cái nữa. Mày đây, lấy 5 xị nè, quýnh nữa.
tụi bay đừng để mà tao bắt được cái lạch này đậu. Chỉ mặt không? Ông cho bị cái sưng rất là về mua ba mang đổi thì ba rất là mày. Không đau mày. Ờ không đau. Ông đỡ tao mà đỡ mặt ông đỡ hơn. Tao quên nói tao bị nghe. Tao không đỡ nào cho thiệt. Ừ. Đúng rồi. Đúng rồi không đau. Đây đây đây. Ừ tôi lại đau quá. Tôi vô cái gì? Cái đầu sao tôi. Đây rồi. Chạy rồi. Bữa nay mình chạy chạy. Ông đụng đây. Ông lấy chạy quay phim mình ơi. Ông quất một cái là đi bà chập luôn á. Ê ông đụng ông quất ông gì vậy? Đít ông rào thấy bả luôn á. Bữa nay mình được quýnh đít ông xong. Bữa nay mình quýnh tét đít ông đã rồi. Dạ sao bạn ơi. Đã bạn nhưng mà không, không lấy được 500k tức rồi. Đâu không nãy kêu chung tiền đi không chịu kêu hai bước. Mình đã chơi ta tự nhiên kêu nay nhảy vô 10 cái hay quá. Lấy tiền đây, tới tiền. Thôi bạn nhớ lại cho này mình quýnh đít được xào đá các bạn.